Xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh sẽ chia sẻ các bạn các anh chị thêm một món ăn làm từ gà nữa. Hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên xù, giống như cái phần gà nó làm như giòn giống như là ở tiệm mình mua vậy ha. Trước hết ở đây mình sử dụng khoảng là 1 kg cánh gà, 1 trứng gà, mình sử dụng thêm ở đây là một ít một nhánh gừng nhỏ nè. Rồi bột này thì công thức pha bột này với những video trước thì mình có chia sẻ các bạn các anh chị cái công thức để mình pha bột á. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột này ra nè, rồi mình làm mình chiên cánh gà luôn nha. Cái phần bột này thì mình đã pha nè, nước nè, mình qua sẽ cho các anh chị xem cái phần pha sẵn rồi đó. Bây giờ mình lấy ra mình chiên cánh gà luôn. Và cái phần bột xù, bột xù thì các bạn các anh chị nên mình sử dụng cái loại bột xù một màu á. Thì cái bột xù một màu này nó mình thấy á, khi mình làm nó có cái màu sắc đẹp hơn là cái phần bột nhiều màu nha. Trước hết ở đây á, thì cánh gà sau khi mình mua về như thế này thì mình sẽ lấy cái phần nước chanh á, hoặc là nước hạnh, mình rửa cho cái phần cánh gà này nó được sạch nha. Thường thì mình hay rửa cái phần thịt đó, hay là cá gì mình mua về mình hay rửa với cái phần nước chanh này lắm. Thứ nhất là cái phần nước chanh này, cá mình rửa cái phần nước chanh và nước hạnh này á, nó không có bị nhớt. Thứ hai nó được sạch. Và mình đối với thịt cũng vậy, mình rửa cái này là chất dơ ở trong cái phần thịt á, nó sẽ ra hết. Cho nên mình ăn mình cũng cảm thấy là mình ngon miệng hơn. Đây, bây giờ thì mình sẽ rửa trong khoảng là 3 phút. Mình cho nước vào thêm để mình rửa nha. Rửa xong mình để ráo ha. Sau khi mình rửa cái phần cánh gà xong, bây giờ thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên và mình đập cái phần cái nhánh gừng đó cho nó dập nha. Rồi nếu có hành tím hay củ hành trắng gì đó thì mình sẽ cho vào trong đây vài lát nha. Để mình bây giờ thì mình sẽ luộc cái sơ cái phần cánh gà này cho nó chín nha. Nước cho nó sôi thì sôi, mình sẽ cho cái cánh gà vào. Mình sẽ cho cánh gà vào trong đây ha. Và mình cho một ít muối vào trong đây nha. Mình luộc cái phần cánh gà này tầm khoảng là 8 phút. Cho cánh gà này nó chín luôn nha. Sau khi nó sôi trở lại, mình sẽ bắt lửa riu riu để mình luộc cái phần cánh gà này, luộc với cái lửa vừa và nhỏ thôi để cho cái phần cánh gà nó được chín đều. Cái phần bột này với video trước mình chia sẻ là mình pha bột như thế này, tại hôm nay mình làm cánh gà này hơi nhiều nên mình sẽ thêm bột nha. Sau đó thì mình sẽ cho cái trứng gà. Trứng gà thì các bạn á, nếu mà mình chưa có pha nước á, thì mình có thể là mình cho nguyên trứng vào cũng được. Hôm nay mình pha nước rồi nên xem mình sẽ cho cái phần trồng đỏ vào thôi. Mình lựa mình lấy cái phần trồng đỏ nha. Hôm nay mình làm cái bột này nó hơi đặc cho nên hôm nay mình cho thêm bột rồi mình cho thêm nước vào. Mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Mình sẽ cho từ từ nước thôi. Như mình chia sẻ thì mình không có cho nước nhiều, mình sẽ cho cái nước từ từ. Rồi theo cái ý sở thích là mình bột nó lỏng hay đặc rồi mình hãy dừng lại.
Rồi cái bột này nó theo cái ý thích của mình rồi nè. Như vậy nè, nó phải vừa như thế này, đừng đặc quá mà đừng lỏng quá như thế này. Thôi mình nhúng cánh gà vô nó dính bột nè. Rồi mình sẽ để qua một bên. Luộc đây khoảng 8 phút rồi, mình vớt ra, mình để cho nó ráo nước nha. Vớt ra mình để cho nó ráo, nó nguội chút xíu. Bây giờ mình sẽ nêm, mình sẽ ướp nha. Mình sẽ cho vào trong đây 2 muỗng cà phê hạt nêm. Cho vào trong đây một tí xíu bột ngọt, nếu có ăn bột ngọt. Rồi mình trộn đều lên, bắt cho nó cái phần này đều lên, mình ướp khoảng 30 đến 40 phút nha. Giờ mình sẽ cho bột vào cánh gà, hoặc là mình có thể là mình nhúng bột vào cánh gà luôn cũng được luôn nha. Thì mình cho trực tiếp như thế này, các bạn muốn mình làm như thế nào cũng được hết. Khi mình cho bột nó thấm đều cái miếng gà này như thế này nè, lăn cho nó đều ha. Tại cái mình tô của mình nó hơi nhỏ nè, các bạn sử dụng cái tô lớn lớn chút xíu nha. Cái này mình cho vào trong đây, cho vào mình dùng cái tay bên đây nè, mình rắc lên như thế này nè, đừng có bóp nha, mình rắc lên như thế này nó dính rồi, rắc đều lên. Cái phần bột này thì mình sẽ cho một cái dĩa như thế này, nó rộng rộng á, thằng mình làm cái phần bột này nó được thoáng nha. Đây, xong rồi mình vũ cái phần cánh gà này, vũ cho cái phần bột này nó rớt ra, nó đều ra đó, không cần bóp nha. Mình giờ như thế này là nó đều hơn ha, đó, như thế này là đều được rồi đó. Tiếp tục nha, mình làm cái phần này. Mình chỉ cần lấy qua rồi mình rải lên thôi, các bạn đừng có bóp vô là cái bột nó dính một hồi nó không có ngon. Mình làm như vậy là những hồi nó xù lên nó rất là ngon nha. Lật qua thôi, lật qua lật lại rồi mình gãi cho nó đều cái phần bột xù. Xong rồi mình vũ cho nó bớt nè, vũ nó bớt nó cái phần bột nó rớt ra. Sau khi mình làm cái phần bột như thế này xong rồi, mình sẽ bắt đầu là mình đem đi chiên nha. Phần bột này nó dính cái bột xù hết rồi, mình đem đi chiên. Đầu tiên là mình sẽ bắt cái chảo dầu này cho nó sôi thiệt là sôi, nó sôi lên là mình bỏ cái phần cánh gà này vào á, thì cái phần cánh gà này á nó mới được, bột này nó mới dính nha. Đây sôi nè, đó, rồi sau đó thì mình vặn lửa nhỏ lại, mình chiên cánh gà mấy lửa nhỏ thôi, chiên lửa lớn nó khét á, ra dầu sôi là mình chiên ra, rồi mình vặn cái lửa nhỏ lại. Nó nhanh lắm, cái phần gà này mình luộc nó chín rồi nên nó không có sao ha. Mình chiên như thế này cho nó phần
để dầu nó nhiều nha. Hôm nay mình để dầu nó, cái chảo này nó hơi tắt đó. Lựa cái chảo nào mình chiên gà như thế nào, cái chảo cái đáy chảo đó, nó sâu á thì mình giữ mình chiên được nó ngon. Còn cái đáy chảo mà nó không sâu á, nó cái gà nó không ngập. Khi cái gà nó vàng như thế này rồi mình gấp ra nha, nó có màu vàng như thế này nè. Đó, mình gấp cánh gà này ra, có màu vàng rất là đẹp nha. Rồi. Cái phần bột này sau khi mình chiên xong nếu còn dư các anh chị mình lựa mấy cái cục này ra mình bỏ nha. Còn cái phần bột mình bỏ vào trong túi bột mũ á, mình hơi kín lại thì mình dùng cho lần sau nha. Cái bột này thì mình dùng được cho lần sau nữa nha các bạn, đừng có bỏ mình tè uổng nha. Cái phần bột này mình cho dư nhiều nè, mình lựa những cái phần cục này là cục bột á, mình bỏ ra ngoài hết luôn. Mình để trong đây là nó bị ẩm nó hư, cho nên mình lựa mấy cái phần cục bột này ra hết, rồi mình cho cái phần bột của xù này nè vào trở lại trong cái túi á, còn mình giữ mình chiên lại lần sau. Rồi sau khi cánh gà mình chiên xong như thế này là các bạn thấy là nó rất ngon, nó giống y hệt ngoài tiệm luôn, những tiệm KFC hay gì đó. Thì cái phần với cái công thức này mình chia sẻ cho các bạn thì mình làm giống như ngoài tiệm, mình làm ở nhà cho con mình ăn nè, cho những người thân mình ăn rất là tiện lợi nha, vừa ngon và vừa đảm bảo mà vừa chất lượng luôn đó, rất là ngon. Thế là mình đã làm xong món gà cánh gà chiên xù ngày hôm nay rồi đó các bạn, các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.